Chào tất cả các bác, hôm nay mình xin hướng dẫn các bác cách lắp đặt sao cạc X5 và mic AT100, cả kẹp, cả màng lọc, đơn giản cả combo, đơn giản, dễ hiểu nhất. Đầu tiên, khi anh em chúng ta mua về thì sẽ có một bộ chân cạp mic và màng lọc như này. Rất nhiều anh em mua cả nguyên combo và không mua nguyên combo nhé. Đây là nguyên combo, em đang hướng dẫn sử dụng các bạn nguyên combo. Còn những trường hợp mà mua đầu mic thì thôi, nó sẽ có như thế này. Thì đầu tiên đây là cái này là để làm gì ạ? Cái này là để chúng ta để dưới chân bàn thì chúng ta mở cái khẩu độ nó ra như kiểu compa ấy. Anh em mình mở ra. Đấy, xong chúng ta tìm cho chúng ta một cái mặt phẳng. Đấy, mặt phẳng nhá. Rất nhiều chị em gái mà không biết cái điều này. Đấy, rất nhiều chị em gái mà thậm chí thanh niên bây giờ cũng không biết điều này. Đấy, chỉ biết hát thôi. Đấy anh em ạ. Đây, chúng ta vào cái mặt bàn. Mặt bàn này chúng ta sẽ vặn cố định như này này. Đây, cho anh em xem. Đấy, quay gần cảnh như này. Đây. Đây như này chưa? Đây, sau khi chúng ta như này chúng ta siết chặt vào. Đây, nó có vam như này chúng ta siết chặt nhá. Anh em nhá, tùy nhá. Đó, nhưng mà thường nhá, các em sử dụng mặt bàn hơi cứng một chút. Thứ hai là sau khi chúng ta siết chặt vào, đây là cái kẹp mic của chúng ta này. Đó. Đây. Tập trung vào đây này. Đây, đấy. Các bác nhìn này, đó, đấy, được chưa? Được chưa? Đây, anh em nhìn thấy khẩu mic chưa? Chúng ta siết chặt cái này vào. Được chưa? Sau khi chúng ta siết chặt này vào thì chúng ta lắp cái mic AT100 mới lắp cái xác màu này. Anh em nhá. Lắp cái xác màu này thì rất nhiều anh em này mua cái AT100 này nó có cái lỗ này này. Lại không biết lắp kiểu gì đây. Đấy, gọi điện hỏi em. Thì các bác lấy ở cái kẹp mic này này, chỉ có cái kẹp mic này mới có thôi. Các bác tháo ra. Thì kẹp mic nó hơi chắc. Đấy, nó hơi chắc. Này hơi chắc này. Này em ơi, có cái tô vít đây không? Tô vít đây. Có cái tô vít đây không? Đây nó hơi chắc, mình phải vặn ra. Lấy cái van mình vặn ra. Đấy, được rồi. Đây này, lấy cái van hoặc là cái gì chắc chắc một chút mình vặn ra thì mới được. Đây. Đây. Đây, anh em nhớ nhá. Đây, thì mình tháo cái này ra. Ừ. Đây, tháo cái này ra mình lắp vào đây. Lắp vào cái xác màu này. Đấy, đây là gọi là cái xác màu để cố định cái mic lại cho nó đẹp. Được chưa? Đây, được chưa? Đó. Thế sau khi mình làm như này rồi, đây mình bẻ lên, mình vặn nó vào. Đúng không ạ? Đúng chưa? Đó. Như này. Đấy, như này và chúng ta bẻ cái mic ra. Đấy, để mic ra và chúng ta bóp cái mic vào. Đây, bóp cái mic vào. Anh em nên nhớ này, rất nhiều người không biết về mic thu âm thì chúng ta hát ở hướng có chữ. Hướng này là hướng hay nhất, hướng có chữ. Còn cái hướng ở bên đằng sau này, đằng trước này nó không ra tiếng đâu, có ra nhưng hơi ấm. Hướng này là hướng chuẩn nhất, hướng có chữ nhá. Nên là rất nhiều anh em về cứ cầm mic hát dí này không lên hơi, dí này không lên hơi. Đây là lên hơi này, đấy, chúng ta bóp vào. Đây, anh em chúng ta thấy chưa? Đấy, chúng ta để chiếc mic vào. Và việc còn lại ấy, đây là cái cổng cắm micro. Anh em chúng ta cổng cắm micro. Đấy, cổng cắm micro như này. Đây chúng ta cắm trực tiếp như này. Đây. Đây, cắm cổng mic như này. Đây cho anh em xem trực tiếp cận cảnh như này luôn. Nếu anh em là chưa biết sử dụng đấy, cắm cạch cái, còn cái này đó ta cắm sau cả. Đây là hướng dẫn cắm, các bác cắm mic nhá. Em để tạm đây. Sau đó anh em nhìn thấy cái bảng màng lọc âm này, rất nhiều người cứ hỏi màng lọc là cái gì. Màng lọc là chúng ta giúp chúng ta chống ồn này. Thứ nhất là chống ồn, công dụng của nó là chống ồn. Thứ hai là chúng ta giúp chúng ta là ngăn những cái tạp âm ở bên ngoài vào. Tất nhiên là thu âm là phải phòng kín thôi. Đấy, thì chúng ta, các bạn thì rất nhiều người là không biết lắp cái này ở đâu và làm sao cho nó hợp lý. Đây, em hướng dẫn các bác luôn. Đây là các bác lắp ở đây này, đây này. Ngay cái thân mic của nó luôn, do các bác siết chặt hay siết lỏng thôi. Đây cái nhiều cái nó chưa lỏng, người ta phải siết chặt cho nó lại. Đây. Anh em nhìn nhá. Đó, mình lắp ở bên nào cũng được, tùy ý. Thuận bên nào thì mình lắp bên đó. Đấy, thuận bên nào mình lắp bên đó, mình mở hết cổ khẩu độ nó ra. Rồi chúng ta siết lại. Chúng ta siết lại. Đó, được chưa? Đấy, như này. Chúng ta siết lại như này. Đấy, và chúng ta bẻ cái mặt mà chúng ta muốn hát đây. Như thế này. Bẻ cái mặt mà chúng ta muốn hát như thế này là đã xong một cái bộ mic. Đấy, đến bộ mic rồi, xong rồi, có đúng không ạ? Đây đã rất là chuyên nghiệp rồi, thì bây giờ đến cái vật sau cạc. Đây là sau cạc K500. Thì đầu tiên, anh em muốn hát được thì anh em ở đây nó có phiên bản tiếng Anh. Đây là mic 48V, là K320, K200, vân vân và mây mây. Thứ hai là cái này là monitor, cái này cổng guitar và cổng cắm nhạc nó ra được luôn. Và cổng mic, ví dụ mic hát karaoke gia đình cắm được luôn. Đây, rất nhiều các bạn xem cái đoạn này rồi là vì mình mất tiền thì mình phải tập trung vào đây này. Mất tiền thì tập trung vào đây này. Đấy, anh em nhớ nhá. Đây, microphone. Mình cắm trực tiếp vào microphone. Đó, thì cái này nó sẽ cấp tín hiệu cho mic. Đây. Đấy, thứ hai, sau khi mình cấp tín hiệu cho mic thì lấy nhạc. Một là các bạn lấy nhạc của máy tính. Hai là lấy nhạc điện thoại. Nếu các bạn nào có điều kiện thì lấy nhạc máy tính thì chúng ta cắm cái cổng OTG này vào. OTG này hoặc Channeling Line này. OTG cái này cắm trực tiếp vào cái đầu này hoặc là mình cắm vào máy tính anh em nhá. Cái này mình cắm máy tính. Hôm nay ở đây thì Mạnh Tiến sẽ sử dụng bằng điện thoại để lấy nhạc là bằng Bluetooth. Tại vì cái này nó có lạc Bluetooth nên là chúng ta không cần sử dụng để đấy. Tiếp theo, cái cổng này người ta rất nhiều người hỏi mình cái cổng này để làm gì. Đây để sạc, OTG để sạc. Các bạn sạc vào cổng này khi cắm vào cốc cáp sạc điện thoại người ta đã cho dây sẵn rồi, mình cắm vào là sạc được ngay. Live stream là gì? Live streaming là gì? Là hai máy mình cùng live stream. Headset là gì? Là tai phone. Các bạn phải có trực tiếp phải tai nghe thì mới nghe mới hát được, anh em nhớ chưa? Đấy.
Thứ hai là dây livestream. Đây, dây livestream. Dây livestream anh em chúng ta nhá. Anh em chúng ta nhìn này, cổng live live 1 live 2 này. Đây. Rất nhiều người không hiểu livestream là gì nên khi các bạn cắm cái đầu dây hai lớp ấy mất tiền lại tập trung vào đây này các bác này. Khổ lắm. Đây. Quát anh em tí. Đầu ba khớp này, đầu ba khớp này. Đây, nhiều người cắm cái sợi dây hai khớp này nó không sử dụng được, nó không live được vì nó không phải là dây live. Dây livestream bắt buộc là phải ba khớp như thế này. Ba khớp 1 2 3. Chúng ta cắm vào cổng livestream. Đó, cắm vào cổng livestream, anh em nhìn thấy chưa? Rồi, đầu còn lại chúng ta cắm vào cái điện thoại để livestream. Lên nhớ, anh em nào sử dụng ai con nhà phone, ai con nhà phone thì chúng ta phải mua thêm cổng Lightning, hàng xịn, hàng zin nhá. Hàng fake ở trên thị trường là không live được đâu, nên là đừng các bác nào mắng em. Đó, sau khi như thế này rồi, chúng ta cắm thêm một chiếc tai nghe vào. Đây, hôm nay em hướng dẫn các bác rất là nhiệt tình luôn, là mong các bác ủng hộ. Đây, tai nghe vào. Đấy, tai nghe này mới tinh luôn, đập hộp luôn cho các bác. Rồi. Mình cắm tai nghe vào. Đấy, đây là nguyên combo nhá, còn các bác nào mua đầu mic riêng thì bên em vẫn hỗ trợ cho các bác nhá. Vâng, có các bác thì không cần đấy, như thế này. Chúng ta đang ngồi, chúng ta live stream. Đây, tháo dây cho các bác xem. Đó. Tháo dây ra. Anh em nào đây, mình còn chưa cần bật máy lên luôn. Đấy. Đây, cổng live stream. Đây, live stream này, in out này, tai nghe này, headphone này, cắm trực tiếp vào headphone. Đó, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình đeo tai nghe. Trước khi đeo tai nghe, mình cũng hướng dẫn cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đây là cái mic 48V này. Đấy, chúng ta bật ấn nghỉ khoảng 5 giây. 5 giây thì đèn nó sẽ sáng hết như này. Lưu ý với anh em như đang sử dụng mic thu âm nhá. Lưu ý anh em là sử dụng mic thu âm nhá. Tất cả các cái nút này này nó đã cài đặt 90% rồi, anh em cứ mở to cho tôi 80%, 80% công suất của nó. Anh em cứ yên tâm nghe tôi 80%, không bao giờ hỏng, không bao giờ hư. Vì sao? Nó đã được lập trình sẵn rồi. Đấy, cả các cái hiệu ứng như thế này và sẽ cho ra chúng ta một chất âm hay nhất. Đây, như này là như thế này thôi là các bạn đã kết nối xong một bộ mic livestream để hát karaoke rồi. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem chất lượng âm thanh như thế nào. Ok không? Bây giờ bằng cách mình sẽ cắm cái điện thoại này vào để lấy nhạc, test cho anh em xem karaoke và bắt vùng Bluetooth anh em nhé.